Mình ăn cơm chưa? Hồi nãy em nấu cơm em để trong đó. Mình ăn cơm đi rồi. Rồi đi đâu về mà bà giấu cái gì trong túi quần hoài vậy? Em đâu có giấu gì đâu. Móc ra thôi coi. Không có, mình móc ra. Bà giấu giếm cái gì? Móc ra. Không có. Giấu giếm 400.000. Cái tiền này mà đi làm bậy về mà giấu giếm đúng không? Anh nói gì? Tôi nói bà cái tiền này bà đi làm bậy ở ngoài về, bà đem tiền này về bà giấu giếm. Thì không có. Cái gia đình này lo cho cô không đầy đủ hay sao mà cô phải đi ra ngoài cô làm bậy bạ rồi cô đem tiền về cô giấu giếm? Tiền này là tiền em đi mượn, mượn con Bơ. Đi mượn con Bơ? Bà đi mượn người ta mà bà về bà phải lén lút bà giấu giếm gì nè? Bà đi thẳng vô nhà bà cầm ra là bà xỉu. Cái vấn đề là nhà mình hết tiền xài rồi. Nhà hết tiền xài? Mỗi lần mà tôi xin ông có mấy chục ngàn để đi mua đồ ăn về, ông đâu có cho đâu. Bắt buộc tôi phải đi mượn người ta. Người mới mốt tới mùa gặt á, tôi đi làm, tôi trả lại. Cái nhà này á, không lo cho cô đầy đủ được. Mà để tới một ngày hôm nay cô phải đi mượn tiền người ta. Cái đó là bắt buộc tôi phải đi thôi chứ tôi muốn hả? Phải chi mà ông lo được cho tôi đi. Tôi mỗi lần mà tôi mở miệng nghe tôi xin tiền ông, anh ơi cho em tiền, em mua đồ ăn về cho con có một bữa cơm ngon thôi, cũng không có. Đành rằng là nhà mình nghèo nhưng mà đâu đến nỗi như vậy đâu ông. Ông đâu bao giờ ông biết được cái cảm giác của tôi. Con mình nó ăn cơm chan nước mắm đó. Chắc tôi ăn cơm với thịt. Ông tối ngày ông chỉ biết bạn bè ông ăn nhậu, không có bao giờ nghĩ tới mẹ con tôi không hả? Tôi qua nhà con Bơ, tôi thấy con Bơ nó ăn diện, nó sửa sạng người, nó trắng tươi, chồng nó lo cho nó từng ly từng tí luôn. Nếu mà cô cảm thấy cô ở với tôi không được, cô so sánh chồng của cô với chồng người ta, cô muốn đồ của anh cô ở với không, người ta. Tôi không có nói ý như vậy. Cái vấn đề ở đây là con Bơ nó chỉ nhỏ hơn tôi có 2 tuổi thôi, mà bây giờ nó nói một câu ông không biết ông đau lòng không? Chị ơi, chị lớn hơn em có 2 tuổi mà giờ chị giống mẹ em lắm. Tại sao vậy? Tôi thương ông, tôi về đây tôi ở với ông mà không lo được cho tôi. Đã đành rồi. Mà ông đi nhậu về ông cứ đánh đập tôi. Ông có bao giờ hiểu cho tôi không Tâm? Nếu ông hiểu cho bà mà sống được với bà tới bây giờ 2-3 mặt. Nhưng mà tôi sống có giống con người không? Ông coi đi. Cuộc đời tôi bao nhiêu một bộ đồ. Tôi không có đã đành. Con mình nó tới mùa đi học, nó cũng không có quần áo mới nó mặc như người ta nữa. Ông coi vậy được không Thắm? Hả? Ông trả lời tôi đi. Đành rằng con mình không có đồ mới mặc thì cho con mặc đồ cũ. Con cũng không có đồ, sao cả. Đồ cũ? Nó cũ nó như cái nùi vẽ vậy ông coi được hả? Ông coi được nhưng mà tôi coi không có được. Tôi thương tụi nó. Ở với ông hơn 6 năm trời rồi. Tính đây cũng hơn 6 năm 7 năm 4 tháng. Rồi ông nói ông nghèo đi tôi chịu. Tại tôi thương ông tôi lỡ tôi về với ông rồi. Nhưng mà tôi là gì của ông? Ông trả lời tôi đi. Thì bà là vợ tôi. Ông biết nói tôi là vợ của ông hả? Nhưng mà có bao giờ ông nở một nụ cười với tôi không? Không. Ông chỉ biết hằng học với tôi thôi. Ông chỉ biết nhìn đăm đăm, chưa bao giờ ông chia sẻ cảm xúc với tôi hết đó. Đúng không? Ông chỉ biết cười vui bạn bè ông, chưa bao giờ cười vui với tôi. Đó là cái thứ tôi cần đó.
Cái đó là món quà tinh thần đó. Tôi nói tôi về với ông là tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chứ tôi đâu có cần ông phải lo cho tôi giàu sang phú quý. Tôi cãi cha cãi mẹ tôi để tôi cưới ông, tôi đi theo ông, tôi chịu bao nhiêu thiệt thòi. Còn bây giờ ông nghĩ tới cảm xúc của tôi không? Hả? Hay là ông dành hết tất cả những cái điều đó cho bạn bè ông, cho những người quan trọng với ông bên ngoài, còn người đầu ấp tay gối với ông, ông không coi ra gì hết? Nếu như vậy thì tôi ở căn nhà này có giá trị gì nữa? Hả? Tôi ở đây để làm gì hả? Để dùi mình ở đây hầu hạ cho ông, để nhận lại những điều đó ông thấy? Ông thấy, ông thấy tội nghiệp tôi không? Chứ tôi cảm thấy tôi tội nghiệp cuộc đời của mình lắm rồi đó. Nếu mà ông thấy ông chán ghét tôi như vậy rồi thì thôi, mình không có còn gì để nói nữa. Con tôi tự đi làm, tôi tự nuôi nó được. Từ đây về sau, tất cả nhà cửa ruộng vườn, tất cả tôi không lấy một đồng của ông, tôi tự dẫn con về. Ba, ông đừng có nắm. Ba không, ba nghe tôi nói lại nè. Bây giờ á, cái cảm giác của bà bây giờ tôi đã hiểu rồi. Bây giờ tôi không còn gia trưởng như trước nữa. Tôi hứa tôi sẽ cố gắng đứng làm, tôi lo cho bà và các con, để tôi không muốn cho bà khổ nữa. Tại vì tôi á, tôi về đây tôi nhìn bà, tôi gây áp lực cho bà là tại vì tôi đang gọi là không lo được cái gì cho bà hết. Cái tôi cần không phải là tiền, không phải là vật chất, không phải là ông lo cho tôi từng tháng. Tôi không có phân biệt với tụi nó đâu. Tôi đen tôi xấu cũng được, nhưng mà tôi cần niềm vui hạnh phúc của gia đình. Tôi không có cần ông đi ăn nhậu. Rồi rồi, tôi hứa. Từ đây về sau tôi sẽ sửa đổi lại. Tôi không còn gia trưởng như trước. Tôi sẽ cố gắng làm, tôi sẽ không còn chơi bạn bè tôi nữa. Tôi không cảm ơn chơi với bạn bè ông, nhưng mà ông dành thời gian cho tôi, cho con. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Rồi, thì bây giờ tôi nói rồi đó. Giờ tôi sẽ tươi cười với bà nhiều hơn. Rồi tôi sẽ vui vẻ về gia đình tôi vui vẻ nhiều hơn. Bây giờ không khóc nữa. Bà đi vô trong mà nấu cơm nấu nước để lo cho con ăn uống. Nấu hết rồi. Ngày mai tôi sẽ đi làm. Tôi sẽ không đi chơi chung với tụi nó nữa, không còn quan hệ với tụi nó nữa. Tôi sẽ đi làm rồi tôi về nhà với bà với các con. Rồi con không có đồ mới thì học, để ngày mai tôi đi làm rồi tôi kiếm tiền tôi mua đồ cho con, để cho bà được vui. Tôi không có được nghe, không? Tôi không cần nghe ông nói đâu. Mỹ sao mà ông làm được đi. Bây giờ mà vợ chồng với nhau bây giờ hơn 7 năm rồi mà tôi nói bà không tin tôi. Tôi chỉ cần ông làm thôi, chứ tôi không cần nghe ông nói đâu. Rồi bây giờ bà đi rồi, bây giờ bà không nghe tôi nói, tôi sẽ sửa đổi lại bản thân tôi. Tôi không còn gia trưởng, tôi sẽ không ăn chơi ham chơi như trước nữa. Bà!